Chào các bác nha. Bây giờ em xin phép được test lại con đài Sharp GF 305ST để gửi cho một anh khách ở Điện Biên. Xin mời các bác cùng theo dõi luôn nha. Trước hết thì em sẽ test cái phần radio. Em sẽ test FM trước nha. Bằng cách là mình ngủ đủ giấc nha. Uống nước thôi mà đâu có phải là gì mà cảm xúc dữ thần vậy. Thật mà, thấy sao nói vậy thôi chứ bộ. Đường phèn và một ít gừng. Dạ như vậy thì nó cũng giúp tăng sức đề kháng rất là nhiều. Một cái thực phẩm đó. Nếu mà chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn như vậy là với những thông tin mà thượng tá dẫn chủ doanh nghiệp, người ta họ hiện tại đang ở nước ngoài, cho nên là cái việc thương lượng này che kín miệng và mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khử tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác để ướt tấm virus. Có uống nước ion kiềm nữa. Với nước ion kiềm thì khi uống thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Mình thấy uống nó mau hết khát, nó dễ uống lắm, nước nó mềm, nó ngọt. Mỗi lần uống xong thì mình thấy khá là sảng khoái. Dạ, cảm ơn anh ạ. Oh, what is going on? That's so Maria. What is it? It's Chiều Commune Sạc. Năm 2014, xã Nam Triều là một trong bốn xã đầu tiên của huyện. In 2014, Nam Triều was the first. Thế thì sao lần này đây lại có thể quyết định dội dạc như và tránh tiếp xúc gần. Tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền. Thì mức xử phạt như thế nào theo quy định của Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ? Đáp án A. Trải qua 12 kỳ đại hội của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Phố và thị trấn nhỏ hơn, dưới cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn, tình hình tại Ấn Độ đang thực sự trở nên tồi tệ. Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới do... Con này tần số là full 108 MHz luôn. Cái này zin nó như thế, không cần phải kéo. Đấy. FM thì bắt được rất là nhiều đài. Và bây giờ em sẽ test cái phần băng nhé. Cây lúa nào vừa vươn dậy chỗ bóng. Theo gió đông đưa, cây lúa nghiêng mình nhìn luống cây quen thuộc, trong ngỡ ngàng như mới vừa nối lại tinh thần. Anh đã khiển tốc độ nhanh chậm của băng ở đây. Hoa nào vừa thức dậy cho bóng. Đấy. Cây lá xôn xao, hoa bướm đón chào, con sáo nào ngỡ ngàng đưa mắt nhìn, bỗng thấy mình ấm lại tình quê. Tôi tới nhỉ. Con đường ngày xưa đã dẫn tôi đi, mái tranh ban chiều tỏa khói, bóng đá che mái đình làng quê hương êm đềm tha thiết ơi. Con đường ngày xưa đã dẫn tôi về bên bếp vui, mẹ già tháng ngày ngóng đợi. Qua ngõ làng nghe trống
đình trong lòng mình mở hội. Tiếng trống nào, tiếng trống nào đã thức dậy tuổi thơ. Chim hót trên nương, hoa nở trong vườn chào đón người thân thuộc. Ok. Con này thì nó có thêm cái cổng để cắm phono, cắm đĩa than nha các bác. Đấy. Hai đèn vô còn hoạt động tốt. Đấy. Loa là 16 cm, hai râu. Tất cả những cái đài hai râu thì nó đều thiết kế có những cái thiết kế rất là đẹp. Ok nhé, xin chào các bác nhé.